xem TV xin chào các bé. Hôm nay cô bạn sẽ giới thiệu với các bé, đây là một bạn Nero, đấy là nhân viên đổ xăng. Bạn có một chiếc xe bồn rất là đẹp. Đây là chiếc xe bồn chở xăng, một chiếc xe bồn chở xăng màu trắng có những sắc màu xanh lá cây, rất là thân thiện. Đấy, còn bạn nhân viên đổ xăng Nero này cũng màu xanh lá cây luôn. Chiếc xe chở xăng này có cốt này, một chiếc bồn chở xăng này, trong chiếc bồn này, trong đây này, nắp bồn này, nắp bồn này có thể mở ra đóng vào này, hai nắp luôn này. Người ta sẽ đổ xăng vào đường này đây, và một trong hai cái nắp này đây, đây xăng ở trong bình luôn này. Sau đó khi nào mà người ta muốn leo lên đây, bạn này vô này, bạn này vô muốn lên xe này, bạn này vô đổ xăng, nhân viên đổ xăng lên xe sẽ treo theo lên cầu thang đây đấy. Để bạn đổ xăng vào trong bình, có một chiếc vòi này, có một chiếc vòi để người ta sẽ đổ xăng vào. Đây là một chiếc vòi dẫn xăng đúng không? Đây, người ta sẽ hút xăng, sau đó bạn Nero này sẽ cầm chiếc vòi này và cho vào trong đấy. Đây đúng rồi, cho vào trong bình xăng này. Đây bạn sẽ hút để đổ đầy xăng vào trong bình. Wow, đầy xăng rồi, rút ra rồi, ok. Đậy nắp vào nào, đậy nắp vào này, đậy nắp vào này. Nên như vậy này chúng ta đã có một bình xăng đầy. Đây bạn Nero sẽ leo xuống nào, peo 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 peo. Đấy, những chiếc bậc thang ở phía sau xe để cho nhân viên chở xăng có thể leo lên này. Wow, một chiếc xe này, wow, nhìn đẹp quá đi. Đây là hai chiếc còi trước, còi xe chở xăng rất to, hai bên đều có còi. Wow, bạn Nero. Bây giờ bạn sẽ đổ xăng. Bạn Nero bây giờ sẽ đổ xăng cho khách. Phải đeo khẩu trang vào thôi, đeo khẩu trang vào để cho xăng khỏi bị hơi đấy. Đúng rồi, đeo khẩu trang. Bây giờ sẽ có một khách đến để đổ xăng nào đây. Đấy, đi một chiếc siêu xe luôn này. Đây là một chiếc siêu xe này, bạn sẽ đổ xăng ra nào. Đấy, xong một lấy vào trong bình xăng này, còn chiếc đầu kia sẽ nối vào ô tô. Đấy, cắm ô tô rồi, bơm xăng nào. Đấy, bạn này sẽ bơm xăng. Bơm đầy chưa nào, đầy chưa? Rồi, đã đầy rồi, rồi ok, rút dây ra nào, rồi chiếc xe đi nào. Đấy, rất là xịn phải không nào. Đây là bình ắc quy có biểu tượng cấm biển, cấm khu vực nguy hiểm, cấm đậu mà chiếc xe chở xăng này là sẽ cấm lửa nữa, không được cho lửa tiếp xúc đến gần chiếc xe, nếu không xe sẽ bị nổ tung. Đấy, rất là nguy hiểm. Wow, ai kia? Ta chính là cướp đây, ta sẽ cướp xăng, ăn trộm xăng luôn. Đây chính là một Lego ưu tinh đầu trâu. Wow, có hai chiếc sừng ở trên đầu, hai tay cầm hai kiếm, sau lưng vẫn còn một kiếm nữa. Wow, đây là sau lưng, kiếm sau lưng. Wow, để hãy mau đưa xe chở xăng để ta cướp xăng, không thể nào được. Không được, ta sẽ không cho ngươi cướp đâu, ta sẽ lấy vũ khí để đánh ngươi. Wow, đâu rồi, đây chính là vũ khí. Đây là kiếm. Wow, bạn Nero nhân viên chở xăng này có một cái kiếm rất là đẹp.
vẫn còn một cái kiếm nữa. Đây. Một cây kiếm nữa. Wow. Bạn nhân viên có hai cây kiếm đánh nhau. Ôi trời ơi, rơi cả kiếm luôn. Người sao mà anh ta được à, còn yêu tinh đầu trâu này rất là khỏe. Chim chim chim. Ôi trời ơi, bạn Neo Chở Xăng này đã bị đánh rồi, đánh bại rồi. Ha, bây giờ phải làm sao đây? Ôi trời ơi, nó quá khỏe. Được rồi, người hãy chờ, ta sẽ gọi thêm đồng đội. Anh em Lego của ta đâu? Đây, có mặt. Đây là một bạn Lego màu đỏ. Wow, vũ khí rất là kinh khủng luôn. Này, kiếm hai đầu. Wow, và một thanh kiếm rất là kinh khủng. Này, tiếp theo, đây là chính là bạn Lego Ninja. Đây, Lego Ninja màu đen. Wow, có một chiếc rìu như của thần chết luôn. Wow, quá chất. Đấy, đứng qua đây. Đây là bạn Lego Ninja màu trắng. Wow, có một chiếc cờ và một chiếc cái này như cả gậy và tôn ngộ không. Và cuối cùng là một bạn Lego Ninja màu xanh nước biển, xanh da trời. Wow, có thanh kiếm hai đầu cũng rất là kinh khủng luôn. Đấy, tất cả đều bịt mặt nhìn rất là nguy hiểm. Ninja Go. Wow. Người đã sợ chưa? Đây chính là anh em của ta, bốn anh em khác đủ các màu luôn. Bây giờ chúng ta đã có 5 người. Người làm gì cho bọn ta? Ta không sợ bọn người đâu, đánh thì đánh thôi. Pim 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 pim. Ôi trời ơi, thằng đầu trâu này quá khỏe luôn. Wow, ôi trời, quá nguy hiểm. Ta siêu nhân Ninja Go màu đỏ. Pim pim pim. Ôi trời ơi, nó quá khỏe rồi. Ngoài nó là đánh bại được chúng ta không thể nào. Tiếp theo, đây chính là Ninja Go màu trắng. Dùng cả phim 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 phim. Không được rồi, anh em đen nên nốt đi. Hay anh bài đen và trắng. Phim phim phim. Đánh được tên đầu trâu rồi. Anh em có sao không? Ninja đỏ. May quá, không phải gì. Ninja xanh, đây rồi. Ninja xanh nước biển. Wow, như vậy này, các bạn Ninja Go cất màu này, 5 màu này, đánh bại được tên. Đây chính là tên xấu, cái xấu tên đầu trâu mặt ngựa, Lego đầu trâu. Mà tên này quá là nguy hiểm luôn. Nó đã bị cướp xe bồn Chở Xăng là đèo, nhưng đã bị các bạn Ninja Go tốt đánh cho tơi tả luôn này. Rất là hay. Giữ được chiếc xe này, bây giờ sẽ bỏ hẳn lên xe để chở đi. Đấy, vật nó lên xe. Đấy, vật lên xe bồn. Hất nó đi. Bị đánh luôn. Đấy, mời các bạn lên xe của tôi chơi. Đây, đấy, một Ninja Go màu đỏ sẽ đứng ở dưới. Đấy, như vậy là hôm nay các bạn Ninja đấy đã giải cứu được chiếc xe bồn Chở Xăng, quá xuất sắc luôn. Này, các bạn muốn theo dõi nhiều video hay nữa, hãy đăng ký kênh Cô Ben TV nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bé trong những tập phim tiếp theo. Cô Ben còn rất nhiều đồ chơi, rất nhiều loại xe và Lego, rồi là khủng long, siêu nhân, rất nhiều. Hẹn gặp lại các bé nha, đăng ký kênh Cô Ben TV nha. Bye bye.